Hai dòng cục đẩy công suất Class D 4 kênh, rất đáng chơi anh em nhé. Công suất nó khác nhau anh em nhé. Một con là 900W, con LT 3600 này. Công suất là 900W một kênh ở 8 ôm. Con LT 5000 với công suất của nó là 1200 ở 8 ôm anh em nhé. Nhờ anh em phân vân và nhờ anh em cũng muốn tham khảo cục đẩy này, nhiều anh em đã dùng nhé, thì anh em nào dùng thì cho em một comment. Hai dòng này thì dùng rất là bền và tiếng rất là hay anh em nhé, nhỏ gọn, đâu đó chỉ hơn 30 phân thôi anh em nhé, hơn 30 phân thôi mà rất là hợp lý với cái giá thành, chất lượng linh kiện và chất âm. Đó, những anh em có đôi tai khó tính nhất anh em đã dùng và cho cái đánh giá rất là tốt rồi. Đó, nhờ anh em chơi 8 đôi loa, à quên, xin lỗi tất cả anh em, 8 chiếc loa tức là 4 đôi. Đã có anh em chơi gia đình là chơi con LT 5000 đánh 4 đôi loa nhé, toàn loa bót. Đấy, có anh em chơi sự kiện là anh em chơi mỗi một cây này đánh một quả 725, quay 100 anh em nhé, bắt 40. Hai cây này chơi súp, có lúc thì anh em chơi súp kép, lúc thì anh em chơi súp đơn, quay 100 đều vô tư. Đó là con LT 5000. Đó. Đấy, LT 3600 thì những a dây 30, a dây 40 hoặc a dây 25 thì anh em chơi tốt anh em nhé. Anh em chơi gia đình thì anh em có thể đánh được súp 50. Ngon lành. Còn đâu chơi ngoài trời anh em lên đánh line array anh em nhé, thì rất là hợp lý. Chơi ngoài trời thì không thể chơi súp được, vì con này công suất chỉ có 900 thôi. À, chơi súp thì anh em chơi con này LT 5000 nhé, súp đơn 50, súp kép 50 qua 100 là vô tư. Đó. Anh em nhìn qua như thế này thì anh em nghĩ là nó giống nhau đúng không? Nhưng một con này, con LT 3600 thì nó là 20 kg. Còn LT 5000 là giá là con này nặng 21 kg anh em nhé. Và nó cũng khác nhau về linh kiện anh em nhé. Linh kiện thì con này nó là sử dụng MOSFET nó nhỏ hơn anh em nhé. Nhưng MOSFET nhỏ hơn, con này thì MOSFET lớn hơn. Đó, ok chưa ạ? Hai dòng này, những dòng Class D thì hầu như đều sử dụng MOSFET. Và cái biến áp con này tầm 20 thôi anh em nhé, 20. Nhưng mà cái biến áp con này thì tầm 22 anh em nhé, 22. Đấy, 22 phân. Một cái biến áp khá là lớn anh em nhé. Thì có lớn thì mới đủ nguồn nuôi cho, đủ dòng, đủ áp để nuôi cho cái bo công suất để đánh ra loa anh em nhé. Đấy, để đủ để nuôi ra. Đó. 800W thì tất nhiên 900W, 900W thì nó tất nhiên nó sẽ nhỏ hơn, biến áp sẽ nhỏ hơn với 1200 rồi, đúng không ạ? Đấy, những dòng này thì nó thiết kế rất là chỉnh chu anh em nhé. Đều có một cái lớp thép để nó chắn cái từ tính, không làm ảnh hưởng nhiễu từ đến phần công suất anh em nhé, và phần ra loa, nên nó rất là đảm bảo cho anh em. Và nó cái chắn này nó sẽ chắn được bụi anh em nhé, chắn được bụi. Đấy, khi anh em úp cái nắp vào nó kín luôn anh em nhé, kín luôn. Và những dòng này thì hầu như nó không nóng anh em nhé, hầu như không nóng, nên là cái quạt này nó quạt chạy rất êm, nó chỉ cùng lắm nó chỉ hơi ấm ấm mặt sau thôi. Nhưng mà ấm ấm là điều bình thường. Tất cả những linh kiện điện tử nó chạy nó phải nóng, phải ấm anh em nhé. Nhưng mà nó sẽ giảm tối đa cái nóng như là những cái Class H, nhiều linh kiện như kia anh em nhé. Và quạt chạy rất êm ái, nó chỉ sử dụng một quạt thôi, nên nó chạy cực kỳ êm ái cho anh em. Đó, dòng này thì anh em nhìn nhỏ gọn như này thôi, nhưng mà nó đầy đủ các tính năng. Đó, đầy đủ các tính năng anh em nhé. Brit điếc có hết anh em nhé. Những cái cục đẩy size ngắn như này mà công suất lớn thì thường ngoài thị trường nó không có chức năng brit chập kênh đâu, nhưng đây thì đầy đủ. Và có cả linh loa luôn anh em nhé, linh loa linh sang một xin lỗi tất cả anh em, linh tín hiệu luôn, linh tín hiệu sang một kênh khác hoặc là cục đẩy khác anh em nhé. Đó, nhìn nó cũng như nhau nhưng mà cái công suất nó khác nhau anh em nhé. Một con là 1200, một con là 900, thì là một trong những cái dòng cục đẩy mà bên em rất là tin tưởng, tin cậy khi bán anh em nhé, dòng LT series. Đó, thì anh em có thể tham khảo. Đấy, 9 triệu rưỡi và 12 triệu anh em nhé. Nên anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên góc dưới giúp em. Đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Hẹn anh em ở những video sau anh em nhé. Chào tất cả anh em ạ. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em.
Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.